Nếu game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ stream ở kênh Red Van. Dạo này mấy bạn thấy mình có mặt không mấy bạn? Lâu lắm rồi mình mới stream lại, chắc cũng cả tháng trời. Ok, hôm nay bạn hãy donate ở Pirate, cái gì ta? Ở Playadua đúng không mấy bạn? Ở Playadua.com sạc Red Van. Mấy bạn hãy donate ở đó rồi. Thì mình có để cái link don nó nằm ở trên này, ở trên này luôn nè. Các bạn thấy cái link don không? Cái chữ màu vàng nó đang nhảy tưng tưng á. Cái link don có nhỏ quá thì các bạn hãy comment để mình biết, mình chỉnh cái link don cho nó to lên cho bạn thấy nha. Mọi người chia sẻ livestream với Redwood nha mọi người ơi. Thì chiều này mình cũng đã thông báo với mọi người là 8 giờ và mình có hỏi mấy bạn muốn mình stream cái gì thì mình đã chốt vào lúc 8 giờ là mấy bạn chọn mấy cái điện đồng. Sorry mấy bạn nha, tại vì nãy mình cạo râu á, mình lấy cái dao cạo mình lại cắt cái mỏ của mình nên mình hơi đau quá. Đau quá. Ok, cái cảm ơn Nguyễn Ben đã share livestream với Redwood nha. Cái gì mà cam cam rõ mà, cam rất là rõ mấy bạn ơi. Để mình chỉnh cam nhỏ thôi, từ từ. Để coi giùm cho. Để mình chỉnh cái màn hình cam của mình lại cái đã. Sao mà nó nhỏ quá ta? Nhỏ không? Nhỏ. Để tôi coi coi nhỏ không? Một xíu à. Mọi người ơi, lúc này mấy bạn share cho mấy bạn ơi. Mấy bạn muốn cam to đâu mấy bạn ơi. Tôi thấy bình thường mà ta. Cam nhỏ không? Cho cam to là xíu đi. Tôi thấy nó bình thường. Rồi. Mình chỉnh cam to cỡ này chắc là được rồi các bạn. Tôi thấy nó có to hơn hồi nãy được nhiêu đâu. To hơn cái mèo. Ok. Cứ cho là vậy đi. Hello mọi người. Hello. Các bạn thử, các bạn nào rảnh thử donate lên cái cho mình thấy. Từ từ mình chỉnh là cái link donate nữa. Hôm nay, từ ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu stream ở kênh Redman luôn các bạn. Ờ, chứ không stream ở Pirate TV hả? Pirate TV là để tôi stream ở hai kênh Pirate TV với Redman luôn. Chưa. Kiểu vậy hả? Ừ, rồi á. Mấy bạn thấy cái link donate rõ hơn rồi đúng không? Mọi người share livestream cho Red Hood nha. Mấy bạn mờ quá thì bạn hay chỉnh gì ta? Độ phân giải. Độ phân giải lên để mình kiểm tra trên điện thoại. Đẹp mà. Ổn đẹp không? Bạn. Đẹp, rất là đẹp luôn. Tốt không? Nhưng mà không biết các bạn thấy không? Nè, tôi thấy rất là đẹp luôn nè. Từ từ. Rồi nó chỉ bắt cái mặt của mình thôi chứ nó không bắt cái điện thoại các bạn ơi. Tự tưởng tượng mình đẹp hả? Thôi, tôi nói là cái cam đẹp á mèo, ánh sáng rồi tốt mà, tôi nhìn trong điện thoại mà. Tốt. Ok, bắt đầu nào. Hôm nay thì mình sẽ stream biết cái liền rồng. À, mình không biết là cái này mình sẽ stream mấy tập nữa. Bạn nào xem video của mèo rồi thì biết là mèo có cái con Live Fury mấy bạn. Thì hy vọng trong cái live stream lần này mình có thể chơi một phát là dùm về nước luôn. Cái này là từ đầu luôn hả? Ừ, đâu cho chơi, anh Giang với mèo, mày bắt có Live Fury rồi. Tôi hả? Ừ, đi nè mèo ơi. Vô. Nếu Trung xe live stream, cảm ơn em. Bạn xe live stream giúp mình nha, mình đang nỉ các bạn Trần luôn á. Trần Nguyễn xe live Giang stream. Giang xin các bạn hãy xe live stream giúp mình. Ngọc Trân xe live stream. Ok, mèo. Thôi tôi vô trước nè. Vinh Đặng xe live stream. Mèo làm gì mèo làm đi, tôi nói chuyện với anh chân cục cái lộn với hết cấp trước à. Vậy là xúc phạm nha. Ủa, tôi không nghe tiếng ở trong. Từ ông này ông nói chuyện tò mò mà ông nói là kể từ 12 ngày sau cái vụ gì đó. Thì nói chung là vừa vô thì mình sẽ được huấn luyện các bạn để có một con rồng. Nhưng mà con rồng đầu tiên của mình là con rồng rất là dởm. Sao tôi không nghe nhạc cái nước không ta? À tôi biết thôi, tôi không nghe nhạc này. Nước hả? Đây, uống đỏ trà sữa. Trong đây không có nhạc các mèo ơi. À uống đỏ trà sữa, tà tương. Cái chừng nước. Tà tương hồi mập lồn luôn. Tà tương. Này người yêu ơi em muốn uống tà tương. Giọng anh sao lạ quá. Thì ngày hôm qua mình chơi game mình có la hơi nhiều các bạn. Nên hôm nay cái giọng mình nó sẽ bị trầm trầm đi một tí. Phải không? Ừ, hôm qua tôi chơi. Bây giờ cái giọng tôi nó là vậy nè. Bắt đầu. Rồi, chuông hãy mở cửa. Thôi giờ mình cứ bắt đầu cho nhanh nhanh đi ha. Bạn nào xem video của mẹ chắc cũng xem nhiều rồi, để tôi chọn cái bàn phím. Nè, chỉ là mình thấy đang đục đá. Đúng rồi chị Minh Đa, sao chị nhớ dai quá vậy chị Minh Đa, đục đá. Không, chị mới vừa lé nhớ ra luôn á. Em tưởng đâu chị nhớ dai cỡ nào ai nhà. Tôi sẽ là người lụm nhiều đá nhất. Lụm đá đi, hồi nữa mà quýnh lộn con rồng này cần ăn đá để lên máu á. Tôi phải đi bắt cá nữa. Tôi sẽ bắt cá trước. Mở cửa ra. Ê, mình có được chọn con rồng không? Không, chị Minh Đa ơi, giờ mình cứ đi bắt rồng lại chị Minh Đa. Dạ. Cái video của mèo thì mình cởi cái con rồng Cloud Zumber các bạn. Nhưng mà trong đây thì mình sẽ không cởi con đó nữa. Mở ra. Không biết nữa, cách nào để mở này ra tôi quên mất tiêu rồi. Hình như là chị Banda chị chọn trước kia chị Banda ơi. Chọn như cái bàn phím cho chị Banda. Bàn phím với con chuột ngay đây nè. Bạn vô. Rồi xong. Chọn hồi đi, nửa tiếng sau thì cái chỗ này nó mới mở ra cho chúng ta các bạn ơi. Ok. Kèn sắp mở rồi đó, chìa khóa rồi không? Hình như là tôi cần phải chọn á mèo. Cái cửa tự động mở chị Banda. Rồi xong rồi nè. Nè là đây đó, nó mở nè. Mở rồi nè. Mở ra đi. Chúng ta sẽ có 3 con rồng là nó lún cái mặt nó ra kìa. Đây, em có này, em này. Phải đè ship cho Nan, mọi người ơi. Phải không? Đúng rồi, phải đè ship cho Nan. Cho Nan là hưu phục đó.
Ôi ba này, phải không giữ giúp. Đó. Cởi tầm lần thứ hai là nó cho mình cởi à. Ừ. Rồi xong rồi nè. Nhanh đi mèo ơi. Thấy hả? Thấy gì tưởng không giữ lắm. Con này nó có giữ cái nào đâu. Cũng thường thôi. Đó, tôi đang hùng phục đó nè. Mày chỉ có hùng cái con này chứ. Hello, Tiến Hút. Hello mọi người. Lạc. Cái này là live stream thiệt nha, không phải là stream lại các bạn. Rồi, xong. Ok, xong rồi. Bây giờ làm gì nữa mèo? Thì chờ Hiccup nó mở cửa cho đi ra thôi. Nó đang đứng dặn dò mình rất là nhiều thứ, hiểu không? Có vậy thôi cũng dặn dò nên nó dễ muốn chết. Dặn dò dữ lắm. Kệ. Ủa ai vô Discord rồi ta? Ai biết? Ai vậy? Trời, thằng nào á? Nhóc, nắp nhóc, nhóc nào vô Discord hả? À, thì phát ngôn 17. Không được phát ngôn 17. Tiểu Ngọc, nhóc Tiểu Ngọc vô anh ơi. Tiểu Ngọc vô, đi luyện rồng Tiểu Ngọc. Nhớ Tiểu Ngọc ơi. Luyện rồng không? Em có mang cá bè đúng không? Em vô biết kiếp luyện rồng nè Tiểu Ngọc ơi. Vô luyện rồng Tiểu Ngọc. Vô luyện rồng đi, bà Panda, bà chỉ em đi bắt con rồng khác nè. Hello Tiểu Ngọc. Con rồng này nè. Ủa sao giọng Tiểu Ngọc nhỏ quá ta? Sao nó có chuyện nhỏ với Tiểu Ngọc? Nay em sao em đầm tính quá Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc có vợ có con mà đầm tính quá. Chỉnh độ phân giải cao lên là được mà. Đúng rồi, bạn nào mà bị thấy cấu hình nó xấu thì chỉnh độ phân giải cao lên mấy bạn. Hợp nó lớn quá lại hút chi vô. Để phải hút gì vô hả? Vô nè. Tiểu Ngọc đây có nhiều tình trạng để hút vô lắm vô anh à. Mèo nói nghe thấy ghê quá mèo. Đâu thì nè, theo tôi mọi người bay nè. Ủa bay đi hả? Ừ. Trời ơi. Tính có nhiều chuyện với mấy em đó hoài. Ủa bên kia cái ruộng hết. Tôi không quan tâm bên kia có cái ruộng gì. Bây giờ tôi phải làm cho xong cái nóng này trước cái đã rồi tôi muốn đi bắt con rồng khác liền. Mấy cái con rồng này lắm nè, nó dễ bay hơn là mấy cái bóng rồng chứ. Đúng rồi, con rồng này tính ra là dành cho những người mới chơi là hợp nhất luôn á chị Panda. Đúng. Tại vì á nó mập lùn. Đó là chị bị được. Mấy con rồng khác là bà Panda bay không nổi đâu. Bà có bao giờ bay rồng thì đó. Bà có bao giờ bay rồng được đâu mà. Rồi vô đây nghe hướng dẫn tiếp, hướng dẫn. Ủa sao giờ tôi thấy nó sai vậy ta? Tại vì tôi đâu bật RTS đâu. À đúng rồi ha. Hello mọi người. Mọi người share livestream giúp Red Hood nha. Share livestream giúp anh đi mọi người ơi. Mấy bạn đã chọn livestream bí kíp luyện rồng thì hôm nay Hood của mấy em livestream bí kíp luyện rồng cho mấy em coi nè. Hello mọi người. Anh làm video sớm hơn được không? Được em. Anh sẽ cố gắng. Được. Ủa anh giỏi lắm mọi người. Đậu sáng ở này đúng không Hood? Ừ đúng rồi, cái đầu đậu sáng á. Để tôi coi chỉnh đậu sáng cho cái đã. Đậu sáng rồi. Ủa bên chị sáng giới nè. Tưởng Ngọc có vô chưa? Tưởng Ngọc chưa vô. Em vô chưa Tưởng Ngọc? Đang tải lại. Em đang tải lợi. Mấy bạn nào, có bạn nào xài Windows 11 chưa? Tưởng Ngọc, em có xài Windows 11 chưa Tưởng Ngọc? Ủa? Anh đang xài Windows 11 nè Tưởng Ngọc. Nghe ngầu. Xuống ra dạy trong rồng ngồi mọi người. Đúng rồi, xuống dạy trong rồng ngồi. Dạy trong rồng ngồi, dạy trong rồng đứng lên đi. Rồi trở ngồi xuống đây, trở đứng lên. Ngu quá. Rồi xong rồi, xong vụ rồi. Chị đâu cần dạy đâu. Rồi bây giờ lên đây. Không biết cái gì mà ta. Không, chị nhận cái đích nó xuống cái là nó ngồi à. Rồi tới đây là học bắn này nha. Để tôi, lần này phải để tôi. Ông này em bắn ghê, giận rồng ngồi mất cười quá, xây lưng nè. Con này thì nó đẹp mà. Con này nhìn tích là nhìn con rồng này đẹp ha. Nhìn con này nó ngầu, nó hung dữ lắm á. Con này trong phim chảnh lắm. Tính ra cái ông này nhìn mặt hơi trẻ trâu xíu nhưng mà có con rồng đẹp mấy bạn. Đâu, thằng này là thằng bằng tuổi hết cấp mà. Nhưng mà này trẻ trâu lắm, ăn hiếp hết cấp hoài à. Sao cái kia? Ăn hiếp chim cục hoài à. Làm gì cái kia nó bằng ông hoài, nó cũng nói là nít mà. Thì nít mà, ai biết đâu. Từ bây giờ tới lúc học bắn này nè. Mấy người trong này chỉ hay được thôi chứ không có... Đâu ai lồng tiếng đâu mèo. Chỉ đứng hay. Ủa? Sao thấy cái target bắn. Từ từ, sao đang nói kiểu vậy á. Ôi tôi bắn vô cái đầu con rồng này luôn. Từ. Lê Thảo xe la truyền, cảm ơn em nha. Cái target đâu? Xe la truyền chứ mọi người nha. Ông này bảo là có cái bia tập bắn mà, rồi cái bia đâu nổi. Lợi idol xe la truyền, cảm ơn em. Giấu rồi. Ăn giọng nuốt luôn rồi. Thái Thịnh xe la truyền. Kìa. Vô tiếng Âm. Ủa hình như bị lỗi rồi mèo ơi. Mèo thấy cái bia không mèo? Làm gì lỗi? Nè tôi bắn vô đây thử coi. Kè. Có không? Trời. Không có cái bia nào. Ủa, không có cái bia rồi vậy? Ok cứ bắn thử đi, cứ bắn hết đi. Bắn vô thử đi. Rồi bắn hết đi. Cứ bắn hết đi, chỗ nào mà có mũi tên. Đó xong rồi đó, vậy hoàn thành nhiệm vụ rồi, cái bia bị lỗi rồi. Ố là. Vậy mà nó cần cài cái gì vô không? Không cần. Tưởng Ngọc vô chưa Tưởng Ngọc? Tưởng Ngọc vô chưa? Let in by em nè. Thái Thịnh xe livestream nha. Nè. Mời em chơi đó Tiểu Ngọc ơi. Nguyễn Thịnh xe livestream nè. Nguyễn Ngọc Quyền. Anh ơi sao anh không stream Nono Live thế? Tại vì mấy bạn bảo là Nono Live không thông báo nè. Mấy bạn ăn nặng quá không tải được nè. Bởi vậy giờ anh chỉ có bên tay anh stream YouTube luôn rồi. YouTube cho mấy em xem. Mấy bạn vui. Mấy bạn chịu không? Nhiều bạn stream Nono Live bạn coi không được, bạn rất là buồn luôn. Từ từ bây giờ stream YouTube.
Bây giờ chúng ta sẽ hướng ra phía sảnh chính của làng theo tôi. Không biết Tiểu Ngọc vô đó không? Kìa, Tiểu Ngọc kìa. Tiểu Ngọc vô, Tiểu Ngọc có cần tập bay gì không ta? Không, Tiểu Ngọc tính là vô là không có con rồng nào luôn á. Kỳ vậy? Ừ. Tiểu Ngọc em đang ở đâu Tiểu Ngọc? Để từ từ, lại em có được hướng dẫn không? Em có coi video của mèo không? Em có coi video bí kíp luyện rồng của mèo không? Rồi nè, nghe trả lời, sắp quánh nó tới rồi nè. Rồi, nó xạo rồi, nó không có video rồi mấy bạn ơi. Tại sao không có video bí kíp luyện rồng rồi, giờ nó không biết cách nào nuôi rồng nữa các bạn. Giờ nó lắc lắc thôi kìa. Rồi, buồn rồi. Em có về trễ không anh? Không em, mới vô luôn em ơi. Nghe Tiểu Ngọc ơi, anh nghe em Tiểu Ngọc ơi. Bây giờ tôi hỏi nó hoài luôn là Tiểu Ngọc sẽ nghe. Tiểu Ngọc, nghe không? Tiểu Ngọc, em đang ở đâu vậy em? Busan xe livestream. Nó nói nó ở giữa mà tôi biết giữa nào luôn á. Nam Cun xe livestream nha. Con rồng nào? Con rồng gì? Màu gì? Con rồng đen phải không? Biết con rồng hai đầu nè. Rồi, em đi vô trong đó em có con rồng nữa. Chắc thôi, cho lại đây lấy. Không, cái đó mình phải đi kiếm rồng cho Tiểu Ngọc rồi. Cho lại đây đi rồi lấy cho nó con rồng đi. Đâu, chỗ nào? Tôi đang bay nè. Tiểu Ngọc ở cái chỗ gì trời sàn đấu á. Không, nó không ở sàn đấu, nó ở đây nè mèo. Nó sàn đấu. Nè mèo cá không, tôi nghe là tôi biết là màu đen con rồng hai đầu là ở đây nè. Ở trong chỗ. Đúng rồi, mà anh không có rồng luôn. Ủa, tôi, em lựa cái skin nè cho nó đàng hoàng được. Tiểu Ngọc em lựa skin nhìn muốn chém lộn quá Tiểu Ngọc. Em làm cái gì vậy Tiểu Ngọc ơi? Sao, lựa skin gì đâu. Nó lựa skin nó vậy nè mèo. Tao thấy hả? Tao Tiểu Ngọc ơi. Sao mà mới có mấy tháng không gặp em giờ tàn tạ với Tiểu Ngọc. Em lựa skin kia nè, ai chơi chung với em. Chơi ai chơi Tiểu Ngọc. Các bạn xem livestream giúp mình đi bạn ơi. Con rồng hai đầu gãy ngứa kìa, mắc cười quá à. Giờ cách này kiếm nè, em đi theo anh nè, đi hướng này nè Tiểu Ngọc. Cái này nè. Làm gì có con rồng nào cho nó đâu. Có. Đi cái đi hướng này nè Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Giờ đã thành Tiểu Ngốc luôn rồi. Em là Tiểu Bia nên mọi người hướng dẫn em. Rồi sao không đi theo hướng này. Đã sẵn chính hướng này nè. Tiểu Ngốc hết. Thêm video biết trước làm trước nè, chắc Tiểu Ngọc mới mở video lên rồi ngồi coi á mèo. Bảo bảo luôn. Đúng rồi, bảo bảo luôn. Em chạy theo cái đường cầu hang đó lên đây. Thêm đèn tính nè, coi tính là con Tiểu Ngọc chạy nè mèo. Mình có rồng cái mình xịn nè. Phải đứng đây mèo chờ đi con nó chạy nè. Đó, em thấy không? Con người không có rồng là coi như là vô dụng, em hiểu không? Bây giờ nè. Coi video của chị đó không có rồng á. Bây giờ thôi đi giúp Tiểu Ngọc có con rồng cái đã. Hướng này nè Tiểu Ngọc. Đi bia chứ. Nè, chạy này. Rồi giờ em chạy bộ đi kiếm rồng đi em. Em có chừng nha, chạy đây mà té núi cái là rồng không kiếm em luôn á. Rồi, rồi chạy qua đây. Tiểu Ngọc chạy đi. Em có biết con đường này là đường gì không Tiểu Ngọc? Đường này là hít cấp, đường này là cái đường mà hít cấp gặp răng súng á, em hiểu không? Đường này là đường chân cục gặp răng súng á. Ờ. Kệ, có rồng màu tím kìa Tiểu Ngọc. À, cởi đi em. Kệ gì luôn. Ừ. Em có coi phim này không? Mấy con này là cởi được. Rồi xong, Tiểu Ngọc không có phim luôn các bạn ơi. Chết rồi. Em có coi phim này không? Em có coi phim bí kíp luyện rồng không? Đúng. Rồi xong. Rồi xong luôn rồi. Giờ là này là Tiểu Ngọc. Nó hậu gian mù màu trong cái thế giới rồng. Lấy rồng hai đầu đi Tiểu Ngọc. Đây nè. Cái gì vậy? Nó dần đi đâu? Con rồng hai đầu này nè. Tiểu Ngọc nó vô cái loa kìa. Đâu vậy? Nó chui vô đâu vậy? Tiểu Ngọc chọn cái loa rồi, nó dăng về nhà rồi. Rồi xong luôn, em nghĩ sao vậy Tiểu Ngọc? Có em xài cái loa rồi, không Tiểu Ngọc? Từ từ. Đúng rồi. Mở đèn đặt nó mới được. Để tôi về tôi gấp thằng này, tôi lo nó bỏ vô trong đây mới được. Hello mọi người nha. Đâu rồi? Tiểu Ngọc đâu rồi? Chui ra đây. Đây rồi. Đây rồi, từ đứng yên nó đi, anh gấp em lên. Skin này nè. Ok, anh biết rồi, em có skin này đi nè. Em chui ra, em nhấn chuột phải cho con rồng á, nè cho anh gấp em lên nè Tiểu Ngọc. Sao có cá không? Tôi bắt con này quá à. Gấp lên. Chuột phải lên con rồng của anh. Nhanh lên. Rồi giao bay theo anh nè, đi theo anh nè. Rồi, nhanh lên Tiểu Ngọc ơi. Mẹ muốn bắt con rồng hai đầu á. Con rồng này nè. Từ từ mày muốn cá không rồi, để từ tôi đi xuống đây tôi lấy cá rồi tôi bắt con rồng khác luôn chứ. Chứ ai đâu mà vừa vô chơi con rồng mập này. Con rồng này nhìn giống tôi quá nên tôi mất chơi nó. Nó xấu quá, xấu quá. Giờ mới vô được bắt đồ nè. Rồi. Rồi có cá không? Đây nè, có cá. Bắt rồi nè. Giờ mình đi bắt cá, chị Panda, chị đang đâu chị Panda? Rồi, quá trời nhiệm vụ luôn mấy bạn ơi, một đống quét lót luôn. Panda bả bay đi đâu rồi? Bỏ tót nè. Rồi giờ tôi biết bả đi lạc rồi đó. Rồi luôn rồi. Chứ sao không? Đó. Chị bị ngáo rồi chị Panda. Chị ăn no cho đấy, chị đi lạc thôi chị Panda. Chứ tự nhiên đi không ai biết đi đâu, đi tờ lư học dư. Cái gì chị Panda? Chị có cái sảnh chính không? Sao nè, chị không bay theo mọi người chị Panda? Tôi nghĩ sao mà tôi hỏi chị nhớ đường thì chứ. Tôi bắt được con cá, từ từ để tôi về tôi luộc con cá này cái.
Ok, bài giờ này vui hết hồn. Cảm ơn bạn Minh fan đến hút nha. Ok, cảm ơn em. À, thì con cá của tôi đâu rồi, con rồng? Đừng nói với tao là mày ăn con cá này nha, con rồng này. Con cá đâu rồi? Thế con rồng mình bắt cá rồi, làm sao mình lấy được con cá? Vậy nhanh nút cách, vậy hạ con cá xuống. Ừ, cảm ơn bạn Hàng DZ nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Hoàng Lâm Ngô xe live stream. Đây đây, bắt được cá rồi, bắt được cá rồi, từ từ để mình đang đi bắt cá các bạn ơi. Tuyên Phương xe live stream, cảm ơn mọi người đã xe live stream nha. Rồi thả con cá ngay đây nè. Tấm Thành Nhân xe live stream nè, Thảo Hồ xe live stream nè. Rồi rồi, ơi con cá, 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 cá. Đó. Rồi, ê mọi người, có cách bắt cá hay lắm nè. Xe live stream, Ngọc Trân xe live stream. Mọi người kẹt, phun lửa vô cái con cá đang bơi dưới nước á. Phun lửa hả? Ừ. Ủa nó nổi lên hả? Chết nó chứ, phun phát nè, chết một lần mấy con luôn nè. Đã vậy, đã vậy. Trời ơi, khỏe ghê. Xuống đây con rồng. Ờ, con rồng của tôi, tôi tức. Nè, tôi phun phát tôi bắt được 8 cá luôn nè. Tôi đã vậy hả? Đi bắt cá trước đi chị Minh Na, để mình có cá mà đi phục rồng khác. Bây giờ mình chơi mình rút kinh nghiệm hơn trong cái video của mèo nha mọi người. Ê, tôi thấy cái chỗ mà để đấu với nhau rồi nè. Không phải, cái chỗ đó là thi gấp cù bỏ vô. Thì tôi thấy cái chỗ thi gấp cù á. Nè, tôi bắt được 24-25 con cá rồi, xong tôi đi bắt rồng mới trước nha. Ơi, bắt cá đâu rồi chị chứ? Bắt cá dưới nước chứ, hôm nay bắt cá đầu. Biết chứ, mà khu vực nào? Ở khu vực nào cũng có cá hết. Dưới nước là có cá à mèo. Ủa nó nổi lên vậy rồi cởi rồng là mình lụm thôi hả? Ừ đúng rồi. Wow. Rồi, tôi tìm con rồng phù hợp với tôi coi. Hello Tiểu Ngọc. Đã quá à. Anh thấy em cởi con cừu được á Tiểu Ngọc. Chị Banda là đang bắt cá hả chị Banda? Không, em phải cho nó ăn. Để anh đi tìm một con rồng phù hợp đi rồi anh bắt xong rồi anh quanh lại. Ủa cá nó nằm dài đường dưới đất nè. Ôi. Mấy bạn trong kia mấy bạn nói là ở cái chỗ này nè là khu vực của rồng chúa. Chỗ nào? Chỗ này nè. À đúng rồi. Khu vực của con rồng huyền thoại á. Đúng rồi, để tôi đi bắt con rồng huyền thoại đi chứ tôi là biến bắt con Cloud Jumper rồi. Ê ê quên bắt con Cloud Jumper đi. Tôi chưa được sử dụng con đó. Hôm nay tôi sẽ bắt lại. Tôi sẽ bắt con Light Fury. Mèo khôn quá, mèo vừa vô mày bắt con trùm cuối của game luôn rồi. Trùm cuối đâu ba? Con đó là cho mình bắt mà. Tính là con Night Fury mới trùm cuối đúng không ta? Ồ, quên tôi bắt con Night Fury chứ. Ê, con Light Fury với con Night Fury con nào mạnh hơn ta? Tôi nghĩ là cả con Night Fury nó mạnh hơn. Tại vì nó là con... Đúng rồi, tại nó con Alpha, con đầu đàn. Ờ, nó con đầu đàn. Với lại nó gồng lên á, cái sừng của nó chuyển qua màu xanh nữa. Nó có sừng, nó có lông, nó có đủ thứ nữa. Các bạn thấy con nào mạnh hơn các bạn? Cái gì mà mờ, anh thấy rõ mà các bạn ơi. Tôi nghĩ là mình thích con nào thì tự động con đó sẽ mạnh hơn thôi. Mặt quá trời nè. Anh đang đi vô cái vùng băng á Tiểu Ngọc. Từ từ anh đang đi kiếm con rồng của anh xong cái anh ra anh cho em cá. Hay là kêu mèo cho em cá đi em bắt con kia. Mà em đè ship em mới bắt được nha. Đây tôi tìm thấy rồi nè. Cá nhiều quá. Tôi tìm thấy rồi. Hồi lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy bắt cá vậy. Lao Zumber ơi, đứng lại. Lao Zumber à. Ăn. Tôi á muốn bắt cái con của tôi tôi phải lâu lắm. Ê, chụp lại liền, trời ơi quá là dễ. Chụp lại liền nó. Bắt được luôn rồi mèo ơi. Bay lên. Bắt được luôn hả? Bắt được một cái một luôn. Ê, thôi mình đi khám phá mà thôi dơ dưới đâu. Không, mình sẽ đi cứu Night Fury cho mèo trước. Ờ đúng rồi, đi cứu Night Fury trước đi. Xong, tôi đã bắt được Cloud Zumber rồi. À mấy bạn cho mình chỉnh cái gì ta, cái tầm nhìn cao lên bạn ơi. Cho mấy bạn thấy rõ con rồng này chứ con rồng này đẹp lắm. Ờ. À đây rồi. Chỉnh lên 80 đi là đẹp. Đó, cũng nhìn rõ ra rồi nè. Cởi rồng này công nhận đi săn cá đã thiệt. Đâu rồi Tiểu Ngọc, đâu rồi? Anh có em muốn cởi rồng hai đầu không Tiểu Ngọc? Thôi rồng hai đầu trắng lắm. Không, Tiểu Ngọc là phải cởi rồng hai đầu. Có chị Banda với Tiểu Ngọc là phải cởi rồng hai đầu kìa, mạnh lắm. Rồng hai đầu nó cũng acid. Thôi, rồng hai đầu chị chê rồi. Ờ, rồng hai đầu mà Banda chắc đâu rồi, Tiểu Ngọc đâu rồi? Tiểu Ngọc lại cho cũ đi Tiểu Ngọc, quanh lại cho cũ đi Tiểu Ngọc ơi. Giờ á tọt vô cái loa đi rồi về. Băng nè. Ôi, cái vùng băng em phải có rồng em mới bay lên được. Ủa giờ em nhấy cái lo đi Tiểu Ngọc. Anh dẫn em đi bắt con rồng kia nè Tiểu Ngọc ơi. Nhấn cái lo đi. Hay là em muốn con rồng này. Về. Rồi vậy chị về luôn. Trời ơi chị đánh cá quá chừng luôn. Em muốn kiếm con rồng nào. Em bắt quá trời luôn nè chị Banda. Chị bắt được cái lo mọi người. Em lại rồi nè. Hello em. Em bắt cái lo nha. Nhấn cái lo đi chị Banda. Ok nhấn cái lo cho em. Tôi biết cách bỏ rồng rồi tôi sẽ nhét rồng tôi vô cái chuồng cừu. Đó. Cái nó ngồi xuống là được rồi. Trời ơi con này nhìn nó ngầu. Ngầu bá trái à. Ta. Ừ nó bự bạn. Bạn thấy bự không bạn? Con nó ngầu ha. Trời ơi cái màu đó à. Oh my god. Bắt mấy con khác đi để mình bay cho nhanh. Đúng rồi bắt mấy con khác đi. Quách. Em 20 tuổi, anh bao nhiêu tuổi? Anh 23 tuổi bạn ơi. Đó. Nè đầu bắt con này nè chị Banda. Rồi đi bắt đầu thôi. Nhầm chị đâu? Có chị Banda không mọi người? Mấy bạn vừa nghe cái tiếng của ai á thì mấy bạn biết liền à. Ủa? Cái gì mà dơi chuột mèo cấu trúc là sao?
Mấy bạn thích comment cái hành dây chuột mèo cấu trúc quá vậy. Sao mất rồng rồi giờ còn rồng có mút không là đâu ạ? Ủa đàn rồng của tôi cái gì nè? Con rồng này mình xuống đây coi. Ê, nhiệm vụ của mình là phải nuôi 7 con rồng, thu phục 7 con rồng khác nhau kìa. 7 con khác nhau hả? Ừ, là mình phải bắt tất cả các rồng trong đây luôn thì phải á. Ờ. Ừ, ở đây có quá trời nhiều rồng luôn nè. Đúng rồi, có nhiều nhiệm vụ. Thì nói chung là trong đây nhiều nhiệm vụ lắm, mình cứ làm hết nhiệm vụ luôn đi là được rồi. Đây, giờ đi vậy bắt là con rồng đầu tiên có sẵn không? Có. Ủa mà cái sảnh ở hướng nào vậy? Sao tôi thấy cái chỗ này lạ quá vậy? Từ từ tôi biết rồi, cái sảnh ở trên này nè. Cái khu vực này nó chặt quá. Tiếng ngọc chưa có rồng luôn hả? Tinh mắt nè. Ngoài được. Để tôi bay xuống đây. Hết hồn. Kè hết kìa. Tiếng ngọc có con rồng ở đó, con của ăn bắt nó thử coi tiếng ngọc có nó chịu nghe lời không? Ê, hình như là sau khi mình bắt con rồng mới là con rồng cũ nó bỏ đi á mèo. Nó đây nè, nó bỏ đi không, đâu? Con rồng cũ của tôi á. Kè. Phải không? Nó đó. Đúng rồi, nó đây nè. Có cái rồng nè. Ôi, nhiệm vụ quá trời nhiệm vụ luôn bạn ơi. Quá nhiều luôn á. Đóng nhiệm vụ luôn, mười mấy cái nhiệm vụ luôn. Làm sao làm cho hết đây? Giờ mình đi đâu? Viking của Thế Gia Bét đã có nhiệm vụ cho bạn để hoàn thành con nào tất cả nhiệm vụ của mỗi nhân vật ở Sư Bét. Ôi, cái này mình làm biến dịch quá mấy bạn ơi, chết nhiều quá. Tiểu Ngọc mà bắt rồng lửa của thằng đó thì chắc hồi chúng quánh luôn. Tiểu Ngọc ơi, Ê, đúng rồi, sau khi mình bắt mỗi con rồng là mình sẽ được một cái dãy rồng á mọi người. Nên muốn tìm dãy rồng thì con đó của ta Tiểu Ngọc, em bắt tao quánh em Tiểu Ngọc ơi. Đi làm nhiệm vụ với lại gì ta? Đi làm nhiệm vụ với lại mình bắt rồng á mình sẽ được mấy cái dãy rồng. Ê, đưa Tiểu Ngọc đi bắt rồng trước đi, thằng có rồng chạy lông nhông lăng ban nè. Nè, em chạy ra cái chỗ cũ đi, anh chỉ cho em con rồng này bắt đi tạm thôi. Em đi cái đường hồi nãy em hú chỉ em đi Tiểu Ngọc, cái đường cây cỏ hồi nãy á. Em đi là cái đường cây cỏ hồi nãy đi, anh cho em cá nè Tiểu Ngọc ơi. Ừ. Ta ui da. Đi đỡ đường này đi. Con rồng này. Con rồng này nó khó bay quá. Con ta gì đi bắt rồng khác vô đây, để rồng đá này nó phiền phức lắm. Rồi. Khác nó cần thì thôi chở nó đi chứ mới được chứ. Rồi. Để Tiểu Ngọc nó chạy đi kìa. Chị bắt ta chị bay em hút đi, chị biết bay không? Nè Tiểu Ngọc, anh chỉ cho em bắt rồng nè. Rồi yên đây đi con. Rồi. Trong đây em không cỡ rồng với người khác được đâu. Rồi cầm cá lên đi anh. Ta chị đang đâu? Chỉ em bắt rồng nè. Chị mới vừa thoát khỏi cái hang. Kìa, em chị em thấy con rồng màu xanh không? Ê, Tiểu Ngọc bắt rồng màu xanh này nè mèo. Cái rồng mà tôi tính ra bắt hả bà? Không, mèo đi bắt con Nai Fury. Nai Fury đi. Ok. Nè, em rình, để xếp lại đi sau lưng nó cho nó ăn. Đúng rồi, dí rồi nó Tiểu Ngọc. Nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi. Cho nó ăn, cho nó ăn. Đúng rồi, chụp phải chứ không là chụp trái, đừng có đánh nó nha. Cho nó ăn đi Tiểu Ngọc. Cho nó ăn đi. Con này nó ăn cái gì á? Cho ăn cá. Để xếp cho ăn cá đi. Để xếp cho nó ăn Tiểu Ngọc. Chết rồi nè. Rồi sao hình như con này ăn cái khác rồi không ăn cá cứ cho nó ăn đi. Để coi hình như là có cỏ. Ôi như con cống luôn. Nè em thử cho nó ăn đá rồi, em thử cho nó ăn đá. Đúng rồi. Nó không ăn đá, cứ để xếp cho nó ăn đi. Thì nhiều khi nó ăn thịt cừu nữa. Nè Tiểu Ngọc, con cá này nè, thấy chưa? Con này nó cầm cục đá nó cho ăn kìa. Không, nó không ăn. Tôi cầm con cá lại để con này ăn cá nè. Hình như Tiểu Ngọc không có cỡ rồng hay gì ta. Cầm con cá lên đi theo không? Đây nè. Tiểu Ngọc, em thử cầm cục đá cho con này ăn, ăn được Tiểu Ngọc. Không, con này không ăn cá, con này không ăn cá. Đó, Tiểu Ngọc là đây nè. Tiểu Ngọc không có số cửa cầm. Con này nó ăn cái gì ta? Cỏ hả ta? Nãy nãy nó để ra gần nếp là cỏ rồng á. Cỏ rồng hả? Ừ. Rồi, con cỏ cho nó ăn đi. Mèo. Gì? Tôi đi quá xa con rồng của tôi nó tự động trở về nhà luôn rồi mèo. Hồi nữa tôi sẽ chạy bộ tôi đi một phút. Nó đằng kia mà. Nó về luôn á chị Banh ơi. Ủa vậy hả? Ừ. Chị đáp xuống chứ thấy nó còn đứng ở đâu đằng tôi đẳng á. Hồi nãy nó mới hiện cái chữ nè. Tôm cướp tư đã trở về về lều rồi nè, về trại rồi nè. À. Rồi ơi. Không có cho nó ăn được đâu, lại đây nè. Thôi bắt lại. Cái cầm cái gì á? Em cho anh coi lại cầm gì á? Cầm này cầm gì á? Quăng lại cho anh coi. Em đang cầm cái quái gì đây? Mày ăn cá không con kia? Nhìn đi như cái đầu da á, thấy không? Thôi bắt lại rồng đá đi, cho nó ăn đá đi nè. Stable. Ủa stable. Cái này là cái cọng dây gì mà. Nè lấy đá bắt đỡ con này đi, Nè, Tiểu Ngọc, lấy đá bắt con này đỡ đi Tiểu Ngọc ơi. Hả? Không có bắt rồng nhỏ được. Không có cởi được. Ngọc Trân xe lai. Nè, dí thì nó nhanh lên. Dí cho nó ăn cái này. Mau lên. Hoàng Châu xe lai cream, Thảo Nhân xe. Rồi Tiểu Ngọc giờ đi tấu hài với con rồng mặt nè. Rồi, nhảy lên cởi Tiểu Ngọc, nhảy lên cởi nó. Đó, từ. Nó vừa rớt xuống nhảy lên liền. Con nói những con vừa vậy. Lăn quăng. Rồi đó, nhảy lên lại. Ôi nó ở ngoài đồng nó khó thương thu phục hơn nha. Nhảy lên lại. Bắt lại. Bắt cua lên đây. Giờ biết nó lần đầu. Nhảy lên. Rồi. Dậy. Hả tim. Rồi xong. Em nhấn nút cách một lần là để bay nha Tiểu Ngọc, nhấn nút cách một lần là để bay. Rồi xong rồi nhìn lên trời là bay lên trời, nhìn xuống đất là bay xuống đất. Nút đánh là phun lửa rồi từ từ để em chạy về nhà lấy rồng cái đã. Nhấn cách cái
Bây giờ em phải chạy về nhà nè em. À quên, mình có lúc này để mình về nhà nè. Về đây rồi cởi nạp ở đây đi, bắt okay. Con Live Fury. Hello mọi người. Đổi có live nào nào. Đổi không có live stream bên nó live đó mọi người ơi. Báo bằng xe live stream, thở bằng xe live stream, gia bảo xe live stream, phục Mỹ xe live stream. Con rồng của tôi đâu vậy? Con Storm Cutter của tôi đâu vậy? Dạ đó, chờ xíu ra, đứng chờ xíu. No. Bạn nó đã trở về nhà mà đứng chờ xíu. Cái này phải có kèm rồng, mình kêu nó lại ha. Từ từ, hình như là tôi thấy có nhiều cái chỗ để rồng lắm nè. Ờ kiểm tra nè, đúng rồi, hình từng cái đầu nè. Đó, rồng đá thì ở khu đó, rồng nào ở khu nào, đi kiếm đi. Tôi đi kiếm con rồng của tôi là Storm Cutter là ở khu nào ta? Coi chừng ở khu chung với mẹ của Hiccup á. Tào lao. Em ở trên cao vậy thím. Cái hang này nó hang để rồng nè, không biết con rồng nó nằm đâu. Rồi con Live Fury với con Live Fury nằm đâu. Khu vực của tôi là nó phải ở đúng rồi, nó phải có từng cái vị trí nè. Thấy không, cái này là hình cái đầu con này. Đây là hình đầu con rồng hai đầu. Từ từ tôi ngọc đen đi kiếm con rồng á, ở đây con rồng lửa ở đây. Thì tôi nói ông là coi chừng ở trên khu ở chung với chị mẹ của Hiccup á. Chắc ở chỗ của bà Vanca quá. Ờ tại con đó chứ. Hồi nãy giờ tôi chọc ghẹo Tiểu Ngọc quê mùa đi bộ. Giờ tôi phải đi bộ lại. Nghiệp quật liền tại chỗ. Ôi tôi khổ quá. Giờ lên mà không thấy con rồng của tôi nữa là nước mắt chảy hàng ngang nè. Nước mắt vàng ruột ơi là có thật. Làm ơn đi, đừng mất con rồng. Tôi không nghĩ là bà Vanca giữ con rồng của tôi. Tao phải hy vọng là bà giữ đi. Tại vì ở đây chỉ có duy nhất một con này thôi. Này Cloud Chamber của bả. Còn tôi Cloud Cutter mà. Bà đã nói đó, trở về nhà là nhà nào. Ừ tôi không biết. Sang đầu đánh ba về chị Banda, ba về kiếm phụng hút con rồng. Ê ba về kiếm thôi, cái chỗ rồng của tôi nó để đâu rồi, chơi gì vô duyên vậy. Wiu. Con rồng nó không biết bên chủ. Gì chị Banda ơi. Bỏ chủ nó đi rồi nó cũng hay thiệt. Có khi nào nó nằm trên này không? Mèo chạy ra cái chỗ đầu tiên ơi, mèo thấy con rồng của tôi không? Tao có cái chuồng cho nó chơi kỳ á. Thôi tôi mới đi bắt luôn á. Ba đi bắt khổ. Rồng á. Gì Tướng Ngọc? Em bắt gì Tướng Ngọc? Rồng này nè. Có rồng nào? Nè. Gì con rồng xanh này em bắt? Nè, chắc Tướng Ngọc bắt con rồng này nè. Rồi con rồng tôi đâu? Tìm đi. Ráng mà mở to mắt. Chơi khó vậy. Từ coi. Có khi nào mấy con đó mình bắt nó không tính mình bắt không? À cái chỗ này cho đặt tên nè. Rồi tên đâu có cái đen không? Tôi đặt tên cho nó rồi. Có khi nào cho mấy cái chỗ đó nó không tính mình bắt không? À rồng bờ râu rồng viết bờ râu rồng cầm 999 rồi con rồng viết bờ râu cầm 999 của tôi rồi. Đi tìm giùm tôi cái mèo đang tìm đây con này. Để đặt viết bờ râu 999 nó có viết được đâu. Nè chỗ này nè đây đâu? Tôi tìm thấy một cái đầu đây nè rồi. Vậy là nhiệm vụ mình là phải bắt nhiều rồng lắm mèo. Mình bắt là bỏ chuồng phải có con vậy hả? Đúng rồi mỗi chỗ có kiếm chụp chỗ Live Fury luôn đi. À Live Fury vậy tôi không biết. Cái này là rồng có con gì vậy? À con rồng thanh y như con rồng thanh long. Con rồng này là con rồng tôi nghĩ là chắc là có mấy chỗ trống trống. Cuối cùng cũng được rồi tức là. Ok Tiểu Ngọc, giờ mình phải đi đâu ta? Ok cứ có rồng rồi bây giờ đi ra bắt Live Fury nè mèo ơi. Đi lợi ông trưởng làng làm nhiệm vụ đừng bắt con Live Fury. Cái này có cái Shadow Breaker. Ok cái này có thả rồng nè, cái này là đồ thả rồng nè. Thả? Ừ gỡ cái con rồng cái móc ra cho tự do mèo. Ừ. Ai làm à vậy tôi sẽ đi thả cái con rồng mà con rồng kia của tôi. Con rồng ăn cái gì vậy? Hả? Con rồng kia ăn gì? Tôi gặp rồng xanh á. Ăn thịt cừu phải không? Rồi vậy là nó phát thịt rồi, con rồng màu xanh nó phát thịt. Vậy em bắt con rồng màu xanh nó đi tiêu ngầm. Hả? Cứ bắt được rồng màu xanh luôn hả? Làm nãy giờ mình đâu có biết con rồng màu xanh ăn cái gì đâu, có con bò này nó nướng bò lên có thịt. Đúng rồi, nướng bò lên là có thịt mọi người ơi. Đi mọi người ơi, mẹ rồi. Tôi với mèo đi nè. Đi lại ông này đừng lấy nhiệm vụ ra cái thầy. Không, mình có nhiệm vụ rồi, khỏi đi lại ông nào hết á. Cái chỗ này là cái chỗ treo nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ là mình sẽ treo cái đống nhiệm vụ lên trên này nè, mấy cái cột này nè. Vô trong đó. Vô trong đó đừng lấy cái bản đồ, đừng mới đi ra được cái thuyền. Để tôi nói chuyện không? Con này sao có nó nè? Con một. Con đó chỉ có những nhân chính mới có nè. Em chỉ có hào quang nhân vật chính mới có nè. Em có hào quang nhân chính không? Em có hào quang. Ủa mày làm gì anh cởi được rồng xanh này đảo hả? Cái gì? Đứa Ngọc cởi được rồng xanh này kìa. Con nó muốn ta chị bên đây, chị muốn nè, nó chỉ với hết cấp á, nó chỉ với hết cấp để đi làm được cái nhiệm vụ kìa. Chị muốn thuyền trưởng ra quánh chị không? Chị đi nè, làm gì? Ông đang nói chuyện nè. Chị cởi rồng chị ra, đu đu theo rồng em chi. Rồi, đang nhiệm vụ.
Con à, con có hiện cái đầu sọ lên trên cái bản đồ chưa mọi người? Chưa thấy. Đấy. Kìa. Hiện lên chưa? Sao là cái thuyền? Phải là chỗ của Lai Fury chứ. Thì mới là cái đảo mới đúng chứ. Tôi nhớ bản đồ, tôi nhớ chỗ đó ở đâu nè. Mẹ muốn, nếu mà mẹ muốn đập. Mà đập cái gì nhỏ nhỏ trước thôi nha, mình cứ lẩm hoành tráng trước. Từ từ phải có rồng cho mèo trước chị Banana. Cây á. Rồi thì thích thì lại đó đập luôn mèo. Đi. Đi nè mèo à. Lên mèo ơi. Nè nè, có cái bản đồ có hình đầu sọ nè. Nhưng mà tôi nhớ chỗ đó mà, theo tôi nè. Bay đi. Mọi người lại đây giúp mèo đi bắt Lai Fury nè mọi người ơi. Lên đường. Bay sát thôi nha. Ê hú chị Tú Ngọc, bay chậm giùm cái rồng tôi với chị Banana đi như chút chảy á. Thì cứ bay ra tôi đập cho banh cái đó trước đi là xong liền chứ vậy. Mà tôi biết ở đâu đâu ba. Nè nhìn bản đồ nè, thấy cái hình mấy cái chấm này nè, chạy heo nè. Thấy không? Ok, chị Banana chị thấy em không? Rồi này nè, bay ra cái đảo này nè. Ok. À, cái đảo này đúng rồi, nó nè, đúng rồi cái đảo này nè. Đây, cái đảo này là cái nơi mà giam giữ con rồng Lai Fury nè. Để tôi phá bánh cái đảo này. Em sao lên chị nè, chị thấy em chưa? Bay đánh nó đi rồi, đánh cho mấy cái này nè. Nè, chị thấy cái đảo thật mặt không? Ui, trong chảo nó nước. Đúng rồi, cái hòn đảo có cái nhà này Tiểu Ngọc ơi, phun lửa vô. Phá banh hết tất cả những cái máy bắt rồng đó Tiểu Ngọc. Thật rồng em phải lâu. Vừa lâu vừa chậm nữa thằng Linh ơi. Cái này tính ra là mình, nếu mà mình có vũ khí mình vô đánh nhanh hơn các bạn, nếu mà phun lửa vậy hơi lâu á. Bự. Không, mình cứ đá xuống đi rồi mình đi mình phun lửa từ từ. Chứ để thấy nguyên cái đầu nó không mà mấy bạn ơi. Nè tôi đá xuống đây nè. Giờ bóp cái ống đi. Phóng từ trên cao phun lửa từ trên cao xuống đi. Ôi chơi cái này mà mình chơi một mình là mình đi kiểu này nó quánh mình chết các bạn ơi. Nó quánh ngậm cu tỏi luôn. Phun cho banh mấy cái máy. Chủ yếu là phá mấy cái máy là được nha. Phá mấy cái máy là được. Đúng rồi. Mình một người tập trung đánh mấy con lính, đặng cho mấy con lính đừng tấn công đồng đội của mình, còn mấy người khác tập trung phá mấy cái máy. Ok. Từ từ. Anh phải cho rồng ăn cái mọi người ơi. Rồng anh sắp chết. Dạ. Con rồng của Tú Ngọc á nó phun ra tơ, nó phun ra gì ta trai. Đúng rồi, con rồng đó là rồng bắn gai. Rồi tôi cho rồng tôi tràn máu rồi. Giảm bắn máy mà bắn nè, bắn cái máy đó ra nè. Ôi tôi phun thằng đó bay xuống nước luôn rồi. Bù vô đây. Bắn cái máy. Rồi xong. Sắp anh hết rồi. Mẹ có cá chưa? Có cá rồi, 4-7 con. Rồi sẵn sàng đi. Còn mấy cái máy nằm đâu nữa nè. Thấy máy đâu là bắn máy hết đi, lính nó không chịu nổi tôi đâu. Tôi biết hết mấy cái máy nằm đâu nè. Nhưng mà phải phá hết máy là được rồi. Ôi okay. Tôi sắp chết. No, tôi chết rồi mẹ ơi. Cho nó ăn đá vô, ăn đá cho cá vô. Nãy tôi mới cho nó ăn xong rồi, giờ tôi ngậm củ tỏi luôn rồi. À, hồi nãy cái chỗ để rồng của tôi nằm trên này nè. Thôi, con rồng của tôi còn đó mẹ. Con rồng của ông hả? Ừ, để giùm tôi ơi, chắc là nó cũng về đây luôn nè. Nè, nó về. Nó về theo chủ. Mọi người đặt tên cho nó đó, lúc mà nó ngậm củ tỏi mình về mình thấy cái tên đó mình dễ đi lấy nó hơn mẹ ơi. Vậy hả? Kìa rồi, tôi phá xong rồi. Phá xong chưa? Vậy đi lấy. Xong rồi. Đi xuống hầm lấy con rồng đi. Ok. Trời ơi. Đang tập trung phá phát đập mình cái mình ngẫm luôn các bạn ơi. Đây cái Lai Fury. Hên là con này nó bay cũng nhanh, không sao hết á. Bắt đi mèo. Lai Fury. Mẹ có bạn đặt tên cho nó chưa? Chưa. Rồi tôi thấy một cái chiếc thuyền ở đây luôn nè. Đảo ha, vừa vô mình tìm được cái chỗ của con Lai Fury. Vừa vô là phải bắt con Lai Fury trước. Cả tôi mà bắt được Lai Fury tôi cũng bắt luôn. Đây. Chắc phải có nhiệm vụ á. Đâu rồi? Nè. Hello mọi người. Mời quá anh, mời là sao? Tối anh stream vậy mấy bạn thấy rõ rồi các bạn ơi. Các bạn thấy mời thì mấy bạn chết được phân giải cho cao lên. Mèo, bắt lên được chưa? Được, nhưng mà khó bay. Ôi, lên nó rồi. Vẫn đẹp. À, đúng rồi, ở trong đây có kho báo, mọi người chia nhau đi lục hết đi. Mình cần có cái bảy rồng đó mọi người ơi. Thấy Lai Fury chị sao Tiểu Ngọc? Quá đẹp. Quá đẹp, còn khoe nữa. Nè, hay bắn không? Hay bắn không? Còn đó. Khoe nữa. Hay bắn chưa? Đó. Đó. Mèo coi nè mèo. Trong đây một đống đồ luôn mà mẹ không đi lấy nè. Cá hả? Từ vàng bạc cái tới cá đủ đồ á nè. Quên lấy được, mình mua giáp rồng. Không lấy không có tiền, khỏi mua giáp thì suốt ngày cởi con rồng thì bị người ta quánh quá trời luôn á. Con Lai Fury cưng quá. Còn phe nữa. Mấy bạn nào biết chỗ nào bắt con Lai Fury không, chỉ mình với. Tôi thích con này dễ sợ luôn, biết chỗ nào không? Chỗ nào? Lại chỗ của hit cấp á. Cái đó là giật của người ta mèo. Không phải, lại cái chỗ hit cấp gặp con Lai Fury lần đầu tiên á. Mèo nghĩ bộ Lai Fury nó thích bay xuống đó, nó xà xuống nó nằm đó lắm hả mèo? Chắc ai nằm sẵn chờ bắt. Không phải tưởng tượng là nó bị dạ, kiểu như nó bị hít cấp bắn đi. Ok, được. Tìm thêm kho báo đi mọi người. Chia nhau ra tìm kho báo. Con rồng của Tiểu Ngọc nè. Nó nằm trong mấy cái rương hả Hút? Em cho nó nằm xuống Tiểu Ngọc. Ở đây. Ủa? Kho báo nằm trong mấy cái rương hả Hút? Đúng, chứ không lẽ kho báo nằm trên đầu tôi. Ấu hoài. Ê, tôi sợ đi xa con này quá, cái nó dậy nên lại trở về nhà. Không có đâu. Mèo cứ đi khu vực vòng vòng này thôi. Mèo tìm trong nhà này chưa? Trở về nhà cái tôi sợ là tôi về nhà tôi không tìm được nó nữa. Đâu? Tiểu Ngọc.
bảy rồng với tướng ngọc. Bảy rồng à, em bắt được mỗi con rồng là nó sẽ cho em mấy cái bẫy vậy đó. Sao tôi bắt em cứ được? Đứng lên ngồi xuống vậy là nó rớt bẫy ra, cái bẫy đó dùng để đổi ra giáp với tướng ngọc. Vậy hả? Ừ, cái bẫy đó từ đó dành mèo chơi cái này rồi mà mèo biết, nhưng mà tôi không có lụm được bẫy á. Rồi để tèo lên đây coi thử coi. Mấy con rồng á, con nào mình cũng cho nó đứng lên ngồi xuống được hết á, nhưng mà bị cái không cởi được thôi. Không cởi rồng của người ta thì mình không cởi được. Nhưng mà mình cho nó đứng lên ngồi xuống được. Cái này nè tướng ngọc ơi, đây nè, bên này nè, anh nhìn là anh biết em muốn về rồi. Chỗ này hình như là có một cái rương rồi mọi người ơi, hình như mỗi nơi có một cái rương kho báu à. Hết. Ê bây giờ mình về mình lên cấp giáp đi ha. Okay. Mèo có bao nhiêu bảy rồng? Nãy giờ tôi có lượm được cái nào đâu. Tôi ở đây tôi có 42 bảy rồng nè. Mấy con rồng của tôi nãy giờ có 64 sắc với lại 27 sắc nữa. À tôi biết rồi, bởi lúc nó gãy sẽ rớt ra bảy rồng á. Cứ đứng lên đi, cứ đứng chờ nó gãy đi, đứng chờ. Đó, đứa nào sọc sọc gãy kèm rồng có không gãy kìa, là lấy bảy rồng. Để tôi, bảy rồng của tôi. Có 42 à. Phải cho nó gãy mới rớt ra được bảy rồng. Nó gãy xong rồi bắt nó đứng lên. Giờ phải chờ cái bọn này nó gãy cho nó rớt bảy rồng nữa mấy bạn ơi. Gãy nghe nó gãy sọc 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 là biết sắp rớt. Rồng biết rồi, cộng 9999 là nó nghe nó gãy đúng không? Nó ngứa, nó gãy, nó gãy là rớt cả bảy đồng. Vậy là phải chào anh test thả. Anh ơi, rồng bốn cánh anh đâu? Em đếm mấy con này mấy cánh em. 1, 2, 3, 4 rồi được chưa? Rồi về chưa? Rồng bốn cánh đây nè. Về chưa, về chưa? Dạ, từ từ. Dạ, giờ về đi, thôi về đi. Tôi tính đây chờ cho nó gãy ra rồng miếng đâu. Bay đi mọi người, bay về đi mọi người. Con bên kia kìa. Bay về mọi người ơi. Bên kia không được. Là chị gà gì mình nè à? Kẻ chưa? Rồi về. Gần được 10.000 người theo dõi rồi. Là sao em? Anh 5 triệu người theo dõi nè em. Cắt stream á bạn ơi. Tiểu Ngọc, tiếng là Tiểu Ngọc nhỏ quá. Ủa sao kỳ vậy? Tôm hữu hình xe live stream các bạn nghe tiếng Tiểu Ngọc bình thường nè, từ từ để em coi lại cái đã. Xe live stream. Trong cái decode này nó lọt các bạn ơi, bà hỏi tiếng nhỏ tiếng lớn nè. Đi Thành Nguyễn xe live stream. Bà mèo ơi về nhà đi mèo ơi. Xe live stream Thỏ Ngọc lời idol hi hi. Nguyễn vô xe live stream đó. Cảm ơn tất cả mấy bạn đã vô xe live stream cho. Đứng đây đi. Mèo mèo về nhà mèo làm cái nhiệm vụ chế tạo đồ cái đã. Từ từ sẵn anh coi tiếng của Tiểu Ngọc luôn. Tiểu Ngọc em alo thử cái chàng nghe Tiểu Ngọc. Alo. Tiểu Ngọc nói alo mà nó khác cái âm thanh người thường alo của ta. Alo là cái nữa cái Tiểu Ngọc. Alo. Rồi anh thấy hình như là rồi được rồi đó. Ủa 18.000 người đang xem hả? Ừ. Hello mọi người. Hello mọi người. 18.000 bạn đang xem livestream. Hôm nay không giờ biết phải là... chỉ có bạn nào đón thử lên cái cho nghe người anh cho nó phấn chấn lên coi thành như cái đám mây này nè nó anh để như vậy nè bạn thấy cái link không player đuổi chấm cơm sẽ rất vui em đó bạn thấy không không giờ biết là cái gì ta đôi anh nhẹ nhẹ lên cái hôm trước mình bên Nono Live mình hiền hiền mình không lấy đâu anh bạn nay qua đây mấy bạn thương mình mấy bạn cho mình đôn nha test đôn hả qua đây mình test đôn giờ nó thẳng không mấy bạn cho mình đôn đi mà thương lắm em chào anh hút sao anh bạn chào em chỉ chào bạn thay mình chỉ trời gì vậy trào á hả ừ. Trào chắc này gì xì tay mới các bạn có cái trend lạ các bạn chữ nào mình đọc đúng chữ đó thì cho nó chính tả bạn mình con có... Lai mạnh hơn anh con nai mạnh hơn con nai Fury mạnh hơn con Lai Fury bạn đúng rồi tập phim phải không à quên nhà phải có nắp em nói đúng ai con rồng của mình nó mới gãy mà nó không có dần chị cho đứng lên chị cho đứng lên rồi xuống nhào vô lụm giấy ôi đứng sao cô này cảm giác như là mình có đôi cánh đó mèo nhìn này mèo đẹp ha ừ ui nó gãy xong cho nó đứng dậy chị vô chị lụm giấy xong chị cho nó ngồi con huyền thoại rất mạnh con huyền thoại là con khổng lồ á hả ê bây giờ mình đi lợi cho nó mình kiếm không từ từ tôi làm nhiệm vụ này cái đây bảy đồng nè ông có muốn lấy không bảy đồng hả tôi có rồi thôi khỏi đi hồi đó tôi mua gì được tôi mua cho mọi người vậy hả ừ mua như cho chạy vô không anh đọc ngân ngô hello ngân ngô nha Tiểu Ngọc ra mắt rồi. Tiểu Ngọc đâu vậy? Tiểu Ngọc đang đi bắt rồng rồi. Tiểu Ngọc đang đi phiêu lưu bắt rồng rồi. Không biết chỗ nào vậy rồng nha Tiểu Ngọc. Bây giờ nhé. Bây giờ nhé. Như vậy nhé. Sao? Mình có ít mình chơi ít nha. Mình có nhiều mình chơi nhiều. Okay. Tôi chế tạo ra được 3 cái nón. Còn Tiểu Ngọc có 7 đồng không Tiểu Ngọc? Thôi đưa anh Tiểu Ngọc. Tôi có 4 miếng. Rồi đưa cho tôi miếng luôn đi. Tôi có 4 cái giáp. Tôi chế tạo được 4 cái giáp nha. Có công thức chế tạo rồi nè. Tôi hết, tôi còn 26 bảy đồng. Có gì? Có event chế tạo, nhằm phi chương chế tạo rồi, phi chương bắt đầu. Bây giờ ha, tôi chế tạo cho mèo thêm cái chân nha. Tôi thêm cái chân nữa nè. Ui, hai bộ giáp hả? Tôi còn 7 nè, lấy 7 không? Tiểu Ngọc thêm cái chân nè. Cái áo thôi. Chị Banda thêm cái chân nè, có. Cái quần chứ nãy giờ em nói lộn cái quần. Tôi có 7 nè, ai muốn lấy 7 không? Tôi có 47, dùng 7 với người muốn hết đi mọi người. Sao rồi nè. Ra đây đi, tôi phát đồ cho bạn nè. Định mặt nãy nằm thổi đâu mất cười thiệt chứ. Đó, tôi vẫn mua được. Tôi mua mèo của mèo này ngang, cái này của mèo này nó. Của chị Banda nè, chị Banda. Của chị nè. Màu gì vậy? Chị chờ em xíu, chị chờ em xíu. Cho em bảy chị Banda. Cái bảy hết của chị gì Banda? Cho em bảy chị Banda. Nè chị Banda.
7 nè. Rồi đưa 7 trả 7 lại đây, trả 7 lại đây. Kiếm coi con nào không gãy nữa không? Đừng lấy 7 nữa. Rồi nè, con mèo nè, mèo ơi. Đứa nào không gãy sọc sọc kìa, con nào đi bên đây. Cởi một cái nón đội đi mọi người, để cho thấy cái mặt cho đẹp trai mọi người. Ờ, cởi đội nón đi. Mèo. Đâu. Nè 7 nè. Đâu có lẹ. Con nào không bên đây gãy. Ờ, khỏi xài nó. Rồi khỏi xài nó đi. Nè, rớt quẩy quá trời nè. Đúng rồi. Ấy tính ra là mình bắt nhiều đồng đó mèo, cái mình cho nó ở nhà. Cái mỗi lần nó gãy cái mình đi thu cái đúng không? Đúng rồi. Đúng. Nó gãy cái mình đi thu. Ấy đi ra cái đám rừng mình bắt hết đi. Là cái đám rừng không? Mình bắt mỗi con được mỗi loại được một con rồi chị Bình ơi. Còn bỏ con rồi đi ra cái đám rừng bắt hết đi. Vậy tính ra bà không khác gì mấy thằng mà cướp rồng đó mèo. Đi vô. Đi vô mèo cái mình gãy nó thôi. Treo cái huy chương làm giáp vô mọi người. Ok, một người treo là được rồi, một người treo là được rồi. Vô đây treo, Ok, tôi để tôi lên tôi treo luôn cho. Không biết gì không? Vậy. Không phải tụi nó gãy là rớt đâu, có lúc gãy không rớt nữa đó. Đúng rồi, bỏ rồi, này. Rồi, nó ngồi cái hết đừng vô luôn nội ơi. Sao? Rồi để tôi coi cái chỗ nào là cái huy chương nè, cái này gắn ở cho nè, cái này gắn. Đây nè, cái búa này gắn đây. Eret, từ từ phải đúng không mới được văn ca. Cái búa gắn đây. Gopper nè. Đây nè. Rồi xong cái ông này hoàn thành nhiệm vụ của ông trao cho mình thêm cái huy chương nữa. Nè, vợ ơi mày về rồi nè con. Đó thấy chưa, thấy vợ nằm ra liền. Ghiền liền. Bé liền. Ok, rồi xong để ông đưa cho mình huy chương nè. Đưa cho tôi cái huy chương. Nhanh lên. Tôi cứu được con Night Fury rồi nè. Con Night Fury rồi nè. Ông cho tôi huy chương thằng Neo. Đó, lấy đăng khoa xe live stream nha. Treasure take back, lấy lại con báo. Xin xe live stream nè, Thái Thịnh xe live stream nha. Cảm ơn em. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu đi tiếp mọi người ơi. Giờ mình làm thêm cái nhiệm vụ gì nữa ta? Cái thiền này nè. Đúng rồi, đi ra ngoài thiền lấy con báo tôi ngọc đâu rồi. Thằng này chắc mày quách lắm á. Từ cái này mà cỡ mình bắt đồng Tiểu Ngọc mình lôi nó đi được là mình cũng lôi đi luôn các bạn ơi. Tiểu Ngọc em mở bản đồ đó em thấy cái đầu lâu. Em bay lên cho cái đầu lâu á Tiểu Ngọc ơi. Rồi thấy Tiểu Ngọc rồi nè. Mày biết nó đâu mèo? Ở đâu? Nó múc trên tờ á mèo, mày thấy không? Cái địa điểm trên này nè, trên này nè. Tôi thấy cái thuyền rồi nè, bay lỡ thuyền đi bà con cô bác. Ê, ở đây có nhiều đồ bí ẩn đó nè mọi người. Lên lên, mọi người chia nhau ra lên mấy cái hòn đảo này nè. Lấy kho báo mọi người. Mấy cái chỗ này không? Mấy cái hòn đảo có cầu hang này nè. Đi lên lục thử coi, tôi nghĩ là có kho báo trên này á. Phải không? Chứ không tự nhiên không mà tự nhiên có cầu hang trên này mèo. Nó có cái gì? Đúng không? Biết đâu không có sao? Không mà để làm cái quái gì ta. Ừ á, nhiều khi cũng không có gì. Biết đâu ta để tôi chơi được không? Cho đầu rồng nó đậu nó áp vô nghỉ mệt được không? Tôi không nghĩ vậy. Ơ cái này là hình nguyên bức tượng luôn mèo. Ra ngoài thiệt. Trong đây nhiều khi có đồ. Bức tượng hai ông cầm kiếm. Đúng rồi, trong đây nhiều khi có đồ. Tâm hồng mèo có đồ. Tự nhiên có tiếng tăng lên gì vậy? Giống ai mới nhận nhiệm vụ hay là hoàn thành nhiệm vụ gì quá hả? Từ ra gần gì nè. Ôi em nè. Em mới làm gì Tiểu Ngọc? Bắt con rồng hả Tiểu Ngọc? Mới đây đi vòng chơi. Mở ra khu vực mới Tiểu Ngọc. Bay vòng cái nhìn ra được khu vực mới trên đó kìa. Đi ra cái thuyền. Ra cái thuyền nè Tiểu Ngọc ơi. Ra cái thuyền chị Bích ơi, chị thấy thuyền không? Ok, tôi thấy rồi nè. Chị Bích ơi, ra cái thuyền đi. Trước cửa nhà chị bay thẳng ra chị Bích ơi. Hello mọi người. Cửa nhà hả? Ê, nè, nói tới cái thuyền, cái tôi nhớ là game cướp biển quá. Game cướp biển này có đen mới á mọi người. Chị đang tới. Chị thấy em không? Mọi người có muốn chơi game cướp biển không mọi người? Live stream làm sao á? Mọi người muốn chơi game cướp biển không? Mình có quên gì không mọi người? Mình có quên gì không? Quên gì? Quên Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc với chị Bình, Tiểu Ngọc với mình có rồng hết rồi mà có rồng mà bên đây vẫn là rồng đá mọi người. Không, mà bên đây hết rồng đó, tại rồng đó bay chậm chậm phù hợp với bà nói gì mà. Chị đâu chị Bình Đăng? Tôi tính là tôi thấy con Storm gì cái con web rồi con 99 của tôi mạnh quá mèo, bay nhanh gì đâu á. Chị tới thiệt chưa? Ơi, chị đi lộn thuyền thôi. Cái thuyền mà cũng chị cũng đi lộn mình ra cho mình nè. Ê, hình như là bãi đang ở thuyền đó mèo. Bà đúng thuyền rồi. Đúng thuyền chưa? Tiểu Ngọc ơi, không bay đâu hết vậy. Đang lại đang. Tiểu Ngọc ơi. À, lưỡi vậy mà chơi rồng tới bãi chạm. Về thuyền. Rồi, vô hè chị Bình ơi. Rồi, để tôi gặp lại chậm chậm tới trước, hè trước. Béo. Ê, đồng tôi sắp chết. Chỗ nào chưa? Hè đi con, hè, hè. Đá xuống nước luôn. Đó, khe bắn không, khe bắn không. Đó, thấy nào bắn chưa? Em đi. Cảm ơn bà Nguyễn Minh Huy nha. Đó. Cảm ơn bà Nguyễn Minh Huy rất nhiều. Ôi, rồng tôi mém chết mẹ ơi. Mày lên. Rồng. Một mình con rồng chị mà làm hết nguyên cái thuyền luôn nè. Đâu, rồng chị gắn tờ với chị Bình Đăng. Rồng tôi gặp bả bắn tinh bên khói lửa nè. Mày bắn tao tao. Trời ơi, tưởng gì, rồng tôi nãy giờ nhà vô quýnh trước á mèo. Trời ơi, quýnh trước mày chứ. Rồi, mọi mấy hàng ngồi này đâu rồi? Tiêu diệt nó coi. Mấy hàng thuyền gì kìa, thủy thủ cướp biển đâu rồi? Nó bị con nè, hầm đá chậm chậm chị gọi mấy thái cưới nè. Đây, ở trong đây có con rồng hay đâu? Có không? Có. Ủa sao thì này cứ gần có báo. Nói chung con rồng này cũng không quan trọng đâu. Cách lồng là nhốt con khác nhau ạ. À quên nữa. Cứ nuôi nó đi cho nó ăn đi rồi đem đi nhà. Nuôi nó đi thay vì con rồng đá của chị. Đâu. Vậy chị muốn bắt con khác đi thôi. Nói chung là tôi gặp rồng là tôi sẽ nuôi hết. Hết.
ngày. Vậy giờ đó mình có đi đi đâu quần ta? Như là bắt rồi nè. Mình có lại cái chỗ kia để mình bắt con rồng mới chị Minh Đào. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Huy nha. Anh có nhớ em không? Xin chào em nha. Vũ Hảo thương xe live stream, cảm ơn em. Nhiều khi anh nói thiệt với em ha. Ngày tháng năm sinh của mèo anh còn quên nên nói chi tên của em. Từ bây giờ em sẽ bắt đầu nhớ em. 15 tháng 8 năm. Ý nè, xe live stream. Vậy là tôi gặp giỏi rồi. 15 tháng 8 năm 1998. Em nhớ ngày tháng năm sinh của anh không? Nè nè nè. Câu này có nè. Ngày 7 tháng 9. À, hên cho em đấy. Em có nhớ là ngày tháng năm sinh của chị Banda không? Banda em bó tay. Sao? Thẳng luôn, nhớ. Đừng mà nhớ là chị bánh đừng nó tiếng ngọc. Chị Banda sinh năm 85 nha bạn. Vậy đúng không chị Banda? Bà sinh năm 72. Bà sinh năm 72. 75 chứ, 75. Chị sinh đó năm 2000. Rồi, tôi bắt thêm một con rồng về rồi nè. Tao bao, thấy chưa? Mỗi cặp rồng nhớ bắt gì hết nha mọi người. Ok. Từ từ để tôi bỏ cái con này vô cái chuồng đó. Thì chạy học tiêu tôi về. Em rảnh nó kêu chị Banda, em rảnh nó kêu chị. Hả? Chị nghĩ chị quá tự giác chứ. Chị phải tự giác chứ. Thôi chị quá. Chị hiểu là thế nào là gọi là đồng đội rồi. Chị nghĩ chị quan trọng ở đây sao? Vẻ bề ngoài của chị quan trọng tới vậy sao? Đúng. Rồi, nói chung cứ bắt rồng về bỏ vô chuồng đi mọi người. Để tôi coi coi. Ê coi còn chưa đá, con chạy ơi. Con rồng của mèo đó, không cũng biết luôn á mèo. Giờ không biết chỗ ở đâu ta. Đáng là có rồng thì phải có chỗ để cho nó chứ. Bởi tôi đâu dám đi xa nữa ta. Nè, tôi nghĩ con rồng mèo chắc để chuồng này quá. Vô đây anh, vô đây em. Em vô đây coi chỗ này hành của em chưa. Rồi mẹ ngồi xuống. Rồi thả nó xuống. Đó, rồi chỗ này hành của nó chưa. Ê, đây, đặt tên cho nó đi mèo, đặt tên ở đây nè. Đâu? Đặt tên ở đây, ở đây. Ui dạ. Thôi con rồng tôi nó. Tại biết sao không, trong phim đây đâu phải là nhà của nó đâu. Để biết đâu, chuyện nào mình tìm thấy cái tổ nó với con Nai Fury thì mình cho nó về. Ồ, có chỗ đặt tên nè mọi người. Lấy một bản thôi, lấy một cái thôi. Ôi, mọi người đang ở đâu vậy? Từ từ tôi đặt tên cho hai con kia lại luôn á đã. Tôi có à, con... nhà chị Banda, nhắn vô kèn chị Banda. À, cái con nào mà hai cổ mình đặt tên gì ta? Cái con có hai cái cổ đặt tên gì đây mọi người? Đặt tên nó là cổ dài đi. Hai đầu. Anh là người rất nổi tiếng. Cảm ơn em nha. Mai có stream không? Mai em ra video, còn nếu mà rảnh thì em sẽ live stream cho mọi người. Từ nay em sẽ stream ở YouTube của anh nha mọi người. Từ từ, mọi người cho anh một cái tên, con hai cổ mình nên đặt tên gì mọi người? Có đang like thật không đấy? Có em như ý ơi, là như ý, có như ý ơi, anh đang like cái này quay lần, không phải là chiếu lại. Có 100%. Đâu rồi? Chị Banda 46 tuổi ha anh? Ờ à, đúng rồi em không? Chị Banda 46 tuổi. 64. Chị Banda 64. Chị Banda 64 tuổi nha em. Nãy giờ tôi hỏi tên con rồng hai cổ là nên đặt là gì mà không ai trả lời cho tôi biết hết. Hai cổ hả? Ừ. Ờ, rồng hai đầu. Mấy bạn cứ hai đầu hoài. Bé May. Rồng hai cổ hả? Tôi vẫn chọn là bé May đáng yêu của tôi. Rồng... rồng hai hả? Ôi bé May. Rồng hai hả? Double à? Double Dragon Head hả? Dragon Double Head. Đại ca hai cổ. À, đúng rồi tôi biết. Đặt hai cổ là phải tên gì rồi. Chờ người nơi ấy. Không. Hai cổ thì nó có không, hai sừng. Hai cổ dài đúng không? Hai cổ dài đúng không? Là mày biết sao? Cổ thì nó có một sừng, hai cái cổ sẽ có hai cái đầu không. Nó có hai sừng đúng không? Trời người nơi ấy. Trời biết cổ dài sập mà có hai cái luôn. Đó. Trời người nơi ấy rồi. Bé đạt được hơn. Sao mày đi theo tao vậy? Con rồng này. Con rồng này là nó mập mập gì đặt tên nó là gì ta? Tép mỡ. Tép mỡ đúng rồi. Đúng rồi, con rồng này mập gì phải đặt tên tép mỡ. Ủa cái chỗ này. Chỗ này của nó mà. Ngồi yên đây đi, để đi đặt tên cho mày. Sao con Live Fury nó gãi hoài mà. Của em gửi được mà chị xuống hàng sao chị nói của chị hoài. Con gì rồng chị đâu nhỉ? Ai biết. Mấy rồng mèo. Con rồng này đó là. Cảm ơn bà Nguyễn Minh Huy nha. Anh kết bạn Facebook với em đi anh. Tép mở. Tép mở. Hôm nay anh kết bạn Facebook nữa em. Mình chơi với nhau, mình yêu thương nhau qua. Ở trên YouTube là vui à mấy bạn ơi. Facebook giờ này anh cũng làm biến xài quá. Tép mở. Rồi xong. Mập quá. Đây là hai đầu đó hả? À. Nè, đâu phải đầu gãy đó mọi người. Mấy bạn ơi, chắc hôm nay mình stream tới đây thôi nha, được mọi người. Stream tới đây được mọi người cho mình nghỉ sớm nha. Giờ 9 giờ rồi, 8 giờ mình stream tới 9 giờ các bạn ơi. Lâu lâu để mình stream tiếp nè. Mai để mình stream tiếp các bạn. Cứ sau này chiều chiều mình ra video, tối mình stream cho bạn xem các bạn chịu không? Chịu không? Stream chưa trước nha. Cái gì bạn Minh Cao bắn một đống tiếng Anh vậy? Làm sao mà cho mình đọc kịp? Nó ăn gà. À, biết sao không hết? Ông biết gì không? Hả? Không phải là mình muốn thu phục con nào thu phục đâu, mình phải thu phục mấy con mà có trong trại này nè. Đúng. Rồi vậy con rồng của mèo không có trong trại hả mèo? Bẩn. Rồi xong nên mèo á phải ráng giữ con này mèo mà rời xa nó cái là mất tích á. Tôi tót xuống cái là chạy mất tiêu. Rồi nói chung là mèo từ nay mèo dính cái đít lên con rồng đó luôn đi.
giờ nó là tôi là nó. Rồi, rồi ok mấy bạn ơi, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong livestream của anh vào ngày mai, ngày mốt hoặc ngày kia gì đó bạn. Các bạn muốn stream tiếp cái này hay stream cái nào nữa thì bạn để lại comment ở phía dưới. Mỗi lần mà bắn cái là nguyên cái cam tôi thành màu tím luôn á mẹ. Đẹp hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Chào bye bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.